huyện Thạch Thành có 49.508,8 ha đất đang sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Đặc biệt, phần lớn đất ở đây thích hợp cho phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả và các loại cây trồng hàng năm khác. Bên cạnh đó, địa hình của Thạch Thành cũng rất đa dạng, được hình thành bởi các lòng máng lớn kề nhau xuôi theo hướng Bắc, Tây Bắc và thấp dần về phía Nam. Huyện cũng có hệ thống di tích lịch sử phong phú đa dạng. Những năm gần đây, huyện Thạch Thành đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm khơi dậy tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội. Cùng với triển khai xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng sản phẩm OCOP. Đến nay, huyện đã có 13 sản phẩm OCOP 3 sao, góp phần thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2001, gia đình chị Nguyễn Thị Tâm ở xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành đã học hỏi được kiến thức, kinh nghiệm cùng sự thông minh sáng tạo. Gia đình chị đã cho ra đời những sản phẩm nem chua đầu tiên trên địa bàn huyện Thạch Thành. Nem chua Cường Tâm với khẩu hiệu lưu giữ nét ẩm thực cổ truyền không chỉ mang đến dòng sản phẩm ngon phù hợp với khẩu vị của số đông thực khách mà còn có những nét rất riêng và vẫn giữ được tinh hoa ẩm thực của làng nghề truyền thống lan tỏa cho đến ngày nay. Cơ sở sản xuất nem chua Cường Tâm luôn sử dụng nguồn nguyên liệu tươi mới tự nhiên được tuyển chọn kỹ càng, kiểm soát chặt chẽ cùng phương châm 3-0, không ni lông độc hại, không hóa chất bảo quản, không lên men công nghiệp. Từ đó cho ra đời sản phẩm an toàn, chất lượng cao, khẩu vị hoàn hảo, có thể làm hài lòng tất cả thực khách. Nem chua Cường Tâm đã gói gọn trong mình cái chân chất giản dị như những đặc điểm vốn có của người nông dân Thành Hưng Thạch Thành. Đây không chỉ là món quà quê, đặc sản nổi danh xứ Thanh, mà còn là món ăn không thể thiếu trong các mâm cỗ mỗi khi Tết đến xuân về. Với hơn 20 năm trong nghề, mỗi sản phẩm của cơ sở đều chứa đựng tâm huyết, quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực, mang đậm bản sắc địa phương. Hiện nay, cơ sở sản xuất nem chua Cường Tâm đã đầu tư thêm về cơ sở sản xuất, trang thiết bị hiện đại, nguồn nguyên liệu được lựa chọn từ nơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sau đó được đội ngũ nhân công lành nghề, có kiến thức đầy đủ về vệ sinh an toàn thực phẩm chế biến, tạo nên đặc trưng riêng của nem và giò nơi đây. Nem chua Cường Tâm luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, còn đăng ký mã QR để người tiêu dùng nhận biết đầy đủ thông tin về cơ sở sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm. Nem thành phẩm với quy cách 10 cái một gói, 300 g, hút chân không. Tùy theo nhu cầu khách hàng, nem có thể gói kích thước khác nhau, vuông hoặc dài. Bên cạnh sản phẩm nem chua nổi tiếng đã được công nhận OCOP, cơ sở sản xuất đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí và đăng ký OCOP cho sản phẩm giò. Cái sản phẩm của mình được nhiều khách hàng tin dùng, nên là chính mà gia đình tôi cũng tự nâng cấp, tự hoàn thiện với những công việc của mình đang làm để đưa những sản phẩm tốt nhất ra thị trường. Và tới đây tôi cũng cố gắng để hoàn thiện máy móc, rồi cơ sở, rồi tất cả cái để được đạt đến 4 sao, 5 sao. Để làm ra những sản phẩm nem hay giò đạt tiêu chuẩn, đều cần có sự chỉn chu, kỹ lưỡng, công phu trong từng công đoạn. Sự chăm chút tỉ mỉ, cẩn thận đó đã làm nên một sản phẩm tưởng như giản đơn nhưng thực sự lại rất cầu kỳ. Gói ghém trong đó những phẩm chất tốt đẹp đạt tiêu chuẩn OCOP của xứ Thanh. Thạch Thành từ lâu còn nổi tiếng với các loại trái cây. Hiện nay tổng diện tích trồng cây ăn quả toàn huyện là 2.602 ha. Diện tích trồng tập trung là 1.362 ha, chủ yếu tại thị trấn Vân Du và các xã Thạch Quảng, Thành Công, Thành Minh, Thành Tâm, Thành Tân, Thạch Cẩm. Phát triển cây ăn quả ở huyện Thạch Thành trong những năm qua đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân, đồng thời là cơ sở để địa phương xây dựng sản phẩm OCOP. Quý vị và các bạn thân mến, có một loại trái cây mà mỗi khi nhắc đến vùng đất Thạch Thành Thanh Hóa thì ai cũng nghĩ ngay đến, đó chính là trái ổi. Chợt nghe hương ổi nồng nàn, nương theo cánh gió dịu dàng thoáng qua. Năm 2012, xã Thành Tâm bắt đầu trồng giống ổi lê Đài Loan thử nghiệm trên diện tích 1 hectare. Ổi có dáng lùn, tán nhỏ nhưng cho năng suất cao.
nhận thấy giá trị kinh tế từ cây ổi mang lại, cũng như chất lượng ổi được trồng trên vùng đất Thành Tâm, nên nhiều hộ dân đã bắt đầu chuyển đổi loại cây ăn quả cho năng suất kém sang trồng ổi. Giống ổi được trồng trên đất Thạch Thành, đa phần là ổi lê Đài Loan. Năng suất bình quân đạt từ 15 đến 20 tấn trên 1 hectare mỗi năm, doanh thu từ 250 đến 400 triệu đồng trên 1 hectare mỗi năm. Diện tích trồng ổi của huyện đều nằm ở vùng đất đồi, đủ nắng, đủ gió, lại được chăm sóc đúng kỹ thuật nên chất lượng luôn được đảm bảo. Quý vị và các bạn thân mến, điểm đặc biệt của ổi lê Thành Tâm đó chính là cùi dày, ít hạt, vị đậm ngọt và giòn. Và ổi lê Thành Tâm thì đã đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và được công nhận là sản phẩm OCOP vào năm 2021. Được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng nên giá trị của cây ổi nơi đây luôn cao hơn so với những vùng trồng ổi khác trong tỉnh, từ 20 đến 30%. Ổi ở đây, quả nào cũng được khoác chiếc áo ni lông và bao xốp lưới để tránh sự phá hoại của các loại côn trùng cũng như các yếu tố thời tiết có hại. Có lẽ chính sự nâng niu, chăm sóc kỹ lưỡng cùng với thổi những đặc trưng của vùng đồi đã tạo nên thương hiệu cho ổi Thành Tâm nói riêng, ổi Thạch Thành nói chung. Không biết là diện tích trồng ổi nhà mình có nhiều không bà? Diện tích trồng ổi của bà hơn 1 hecta. Chất lượng tốt không bà? Tốt, sản phẩm thì tốt. Thường là với những cái vụ ổi như thế này thì ổi vào cái vụ nào là mình sẽ thu hoạch được nhiều nhất hả bà? Bà coi như là bà thu quanh năm. Quanh năm không có lúc mô là không có ổi. Dạ. Cháu thấy trong vườn ổi thì những cái trái ổi mình phải buộc lại như thế này thì nó buộc có cái tác dụng như thế nào đối với trái ổi hả bà? Buộc ở gì để cho nó đỡ bị con nhện đút mi sâu bọ. Không biết là khi mà mỗi đến mùa thu hoạch ổi và mình nhìn thấy những trái ổi nó mọng như này thì bà có cảm thấy vui không bà? Có vui chứ cháu. Niềm vui của những người nông dân khi thì thấy chứ. Những trái ổi mọng đúng không? Cái ổi to quá, đẹp quá là mình cũng mừng, mà nhiều quá mình cũng mừng chứ. Vâng ạ. Ổi lê thì thực ra là cái kích thước của quả ổi nó không quá to đúng không ạ? To hoặc cũng to quá là mà trời nó kiểu nắng. Vâng. Vâng, bà cho cháu xin quả ổi này đi. Cắt đi. Vâng ạ, một quả ổi với màu sắc khá là đẹp thưa quý vị. Vâng ạ, và cháu chúc cho ông bà sẽ thu hoạch được nhiều vụ ổi nhiều hơn nữa mà nhé. Vâng, cảm ơn các cô, các chú. Cũng nhờ chất lượng mà cây ổi trên vùng đất Thạch Thành ngày càng khẳng định được thương hiệu đối với người tiêu dùng. Vì thế, vào mùa ổi chín, thương lái khắp nơi đều tìm về thu mua. Ổi Thạch Thành cũng theo đó được đi đến khắp mọi miền đất nước. Không chỉ vậy, cây ổi còn giúp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Đối với huyện Thạch Thành thì trong cái thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì cũng đã tạo được cái cơ chế chính sách là tỉnh thì hỗ trợ là 75 triệu đồng, còn đối với huyện thì hỗ trợ cho mỗi cơ sở là 30 triệu đồng trên một sản phẩm OCOP. Thì trong những năm qua thì đối với huyện Thạch Thành trong việc thực hiện sản phẩm OCOP thì cũng làm thay đổi về cái bộ mặt nông thôn, chuyển dịch kinh tế trong nông nghiệp, và cũng qua đó cũng là làm nâng cao được cái nhận thức đối với người dân từ cái việc về sản xuất, về tập quán, rồi là quy mô nhỏ lẻ, chuyển sang về sản xuất, về theo cơ chế thị trường, đã mang lại hiệu quả kinh tế trong thực hiện các cái chính sách trong nông nghiệp và trong đó có sản phẩm OCOP. Bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, huyện Thạch Thành đã lồng ghép việc triển khai chương trình OCOP gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của địa phương. Huyện cũng đã vận dụng nhiều cơ chế chính sách, nguồn lực hỗ trợ, vận động người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô sản xuất, bảo đảm các tiêu chí OCOP. Trong đó chú trọng phát triển sản phẩm dựa trên đặc trưng vùng miền, thế mạnh của địa phương và đáp ứng yêu cầu về quy mô vùng nguyên liệu. Đồng thời, quy hoạch sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng nhãn mác, bao bì, hỗ trợ kết nối cung cầu, đưa sản phẩm của huyện tham gia các hội thảo, hội chợ, triển lãm. Với cách làm thực sự phù hợp thì chương trình OCOP tại huyện Thạch Thành đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Có thể nói, việc phát huy tiềm năng thế mạnh sẵn có để xây dựng thương hiệu OCOP của huyện Thạch Thành đã bước đầu đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh đẹp về vùng đất Thạch Thành đến bạn bè trong và ngoài tỉnh.